Xin chào anh em, thì lại là mình đây. Thì hôm nay là mình về hai cái mẫu Tai Chi nha anh em nhé, Tai Chi cong. Đó, cái dòng này thì nó cong hơn bình thường nhá. Đó, đây mình quay này là anh em nhìn thấy rồi đúng không ạ? Đó thì mình hai mẫu này đấy thì về cơ bản lại gần như nó là giống nhau, nó chỉ khác cái là màu sắc của cái vỏ thôi. Còn đâu là về phần tay cầm hay là chất liệu hay là tất tần tật đó thì nó là như nhau đó. Thì mình nói sơ qua một chút về cái cây này, cái cây Tai Chi này. Thì cái thứ nhất là nó là mẫu Tai Chi cong đó. Thì cái đợt trước đấy thì mình về là mẫu cái Tai Chi không cong lắm nha anh em nhé, và cái phần tay cầm này của cái lô đợt trước đấy thì nó lại là giả da do cái bên nhà sản xuất người ta làm nhầm. Còn chuyến này mình về thì hàng nó rất là chuẩn rồi đấy. Cái thứ nhất là nó là cái dòng cong này, cái thứ hai là cái phần tay cầm này đấy thì vẫn là bọc da cá đó. Còn về phần phụ kiện đó, về phần phụ kiện thì vẫn là phụ kiện hợp kim giả đồng nha anh em nhá. Đó, vẫn là phụ kiện hợp kim giả đồng đó. Thì giá của cái cây này hiện tại bên mình đang bán với giá là khoảng hơn 6 triệu, hơn 6 triệu một cây nha anh em nhé. Còn nếu anh em nào mà có nhu cầu mà anh em đặt cái cây Tai Chi này nhưng mà phụ kiện đồng ấy đó, thì giá của nó sẽ là hơn 8 triệu, hơn 8 triệu một thanh nha anh em nhé. Trọng lượng của cây này thì nó lên đến là 1,7 kg, nó nặng hơn rất nhiều so với cả những cái mẫu Catala hay là gì đó. Những cái mẫu Catala thường này đấy thì đâu đó nó tùy nhá, nó khoảng tùy loại nhá, 1 cân đến khoảng 1 cân 2, 1 cân 3, 1 cân 4, nhưng mà riêng cây này thì nó nặng lên đến 1 cân 7 đó. Cầm nói chung là nó đầm tay lắm anh em. Và có một cái nữa ấy, đấy là có một sự nhầm lẫn nho nhỏ nha. Trước đây thì cây này nó là cây thái đao nha anh em nhé. Đó, cây này nó cây thái đao này. Trước đây thì cái video trước của mình ấy, đấy thì mình có nói cái cây Lagilata đấy là cây thái đao, nhưng mà cây này mới là cây thái đao nha anh em nhé. Đó, thái đao là cây này đấy. Bây giờ mình phải đính chính lại, tại vì có mấy người người ta đính chính, người ta đính chính mình, nên là mình phải đính chính lại cả anh em. Đó. Đấy, rất là xin lỗi anh em, tại vì thực sự lại là mình chỉ biết bán hàng thôi. Đấy, chứ nhiều khi là những cái tên đấy, nhiều cái mình không biết. Có gì anh em thông cảm nhé. Còn đây là cái vỏ gỗ lâu nha anh em nhé. Đây, tay nghề vỏ gỗ lâu. Đó. Thì anh em lưu ý giúp mình nhé. Ngày trước ấy, đấy thì mình có bán cái cây kiểu như này, nhưng mà vỏ của nó là vỏ gỗ sơn, vỏ gỗ sơn nha anh em nhé. Họ vỏ nó mềm lắm anh em. Cái trước đây mình bán vỏ nó mình đánh giá là khá là mềm. Đó, nên là mình bỏ loại đi, mình không làm cái vỏ kiểu như vậy nữa, thì mình làm cái vỏ gỗ này gọi là gỗ lê. Đó, vỏ gỗ lê. Đó thì nó cứng hơn rất là nhiều so với cả cái vỏ gỗ kia. Đó. Và có một cái nữa là cái vân gỗ của nó là vân gỗ tự nhiên nha anh em nhá, vân gỗ tự nhiên. Đó, nó gỗ tự nhiên luôn. Đó. Trước đây nói chung là anh em cứ phải hiểu rằng là cái dòng vỏ gỗ kia đấy thì nó không có được bền như cái loại này đâu. Đó, thì mình nhập về thì mình cũng tính cả rồi đấy nha anh em nhé. Còn về cái phần phụ kiện thì mình nói luôn, nó vẫn là phụ kiện hợp kim giả đồng đấy, chứ cũng không phải phụ kiện đồng đó. Còn anh em nào order, anh em nào cần phụ kiện đồng đấy, thì giá ok này đấy, nó sẽ là khoảng 8 triệu anh em nhé. Nó sẽ khoảng 8 triệu anh em. Cái bộ phụ kiện này thật sự anh em, cái bộ phụ kiện này mình không hiểu tại sao nó làm quá đắt luôn. Chắc là do có nhiều chi tiết quá
nhiều các cái chi tiết quá, thế thành ra là nó rất là đắt đấy. Thế nên là gần như xưa nay là bộ phụ kiện này đâu có ấy đâu, đâu đâu có phải là đồng đâu, toàn là hợp kim giả đồng thôi anh em nhé. Đấy thì trước đây mình báo cả anh em rồi. Đây, đây là cái trắng của nó. Cái dòng Tachi thì cá nhân mình thấy là cái trắng của nó là kiểu kiểu như này. Đấy. Cái trắng và các cái phụ kiện của nó kiểu kiểu hoa hoa như này. Đấy. Mình để ý rồi rất nhiều cây luôn. Gần như là họ chỉ làm kiểu này thôi. Đó. Mình sẽ cho anh em xem cái về cái phần lưỡi nhá. Cây này thì nó là thép T10. Đây. Nó là thép T10. Đấy. Anh em thấy cái lưỡi nó cong không ạ? Cái dòng Tachi này thì phải làm cong như này mới gọi là chuẩn. Mới gọi là chuẩn chỉ. Ok. Anh em đợi mình một chút nhá, mình sẽ lau cái lưỡi đi cho anh em xem. Đây. Đây là cái phần lưỡi thép. Đây là thép T10 nha anh em nhá. Đó, thép T10. Hamon đất lung. Mình nhìn vào lưỡi thì có vẻ là cây này thì mài không quá sắc, mài không quá sắc đâu. Đây, mình sẽ test thử với giấy xem nha anh em nhé. Đấy là mình nhìn cái lưỡi là mình cảm giác là mài không quá sắc. Đó. Vẫn cắt được giấy nha anh em nhé, nhưng mà mài không quá sắc. Thì mài không quá sắc này thì anh em cứ phải hiểu là cái lưỡi đấy mà mài càng to ấy, đó thì khi anh em va chạm anh em chặt chém ấy, đấy thì cái lưỡi nó lại càng khỏe nha anh em nhé. Còn anh em mà mài nó quá mạnh ấy, đấy thì cái lưỡi của nó rất dễ bị tổn thương đấy, lưỡi độ yếu. Nói chung là để mà anh em vừa chơi mà vừa trưng vừa chơi đấy. Đấy thì anh em với cái tầm này là mình thấy là vừa rồi đấy. Còn để mà chỉ anh em chỉ ngồi anh em test anh em cắt giấy thôi đấy thì nó cần sắc hơn một chút nữa đấy. Còn thực ra là để cắt giấy ấy, đấy thì anh em vẫn có thể cắt được nha anh em nhá, vẫn cắt được. Đây. Cây này là nó dài đâu đó khoảng 105 cm, khoảng 105 cm gì đó, hàng của hãng Sangja anh em nhá. Hamon thì đây, Hamon thì chạy dài lên đến mũi luôn. Đó, chạy dài lên đến mũi luôn. Những cái mẫu như này thì anh em có thể chặt được những cái gì. Mình thì ấy, mình nói luôn, mình bán hàng mình không bao giờ mình khuyến khích anh em đi chặt hay là chém những cái gì cả đó, tại vì một cái những cái cây kiếm này rất là giá trị đó. Thì mình không muốn anh em chặt cái gì cả. Còn nó có thể chặt được những cây tre to bằng cổ tay anh em nhé. Đó, và theo mình biết là cái kiếm này, kiếm mà cong cong kiểu này chém thì nó rất là có lực. Đó, rất là có lực nha anh em nhé. Anh em phang thì anh em cứ chéo chéo này, chéo chéo này, đấy là đứt nha anh em nhé. Anh em chém ngang này rất là khó.
Đây, cây ta chỉ cong. Đó, anh em thấy chưa? Ok. Về cái về phụ kiện của nó đi kèm những cái gì? Đó. Thì cái cây này thì đây, phụ kiện của nó sẽ đi kèm. Cái thứ nhất là một cái lọ dầu bảo dưỡng này. Lọ dầu bảo dưỡng là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là giấy của nhà sản xuất. Đây, giấy của nhà sản xuất này. Cái thứ ba là cái hộp. Đây, cái hộp thì tí nữa mình sẽ cho anh em xem nhá. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái giấy của nhà sản xuất. Đây, ở đây nó ghi là 103 cm chứ không phải 105 cm. Nhưng mà nó sẽ phải khoảng 105 cm đây anh em. Đó. Thậm chí là 106 cm. Tại vì cái nhà sản xuất ấy, đôi khi là người ta chỉ tính cái lưỡi ấy. Đấy, còn nhiều khi là lắp vỏ vào đây. Đấy thì nó lại khá là dài. Nó khá là dài đấy anh em. Nó nhỉnh hơn một vài cm. Thì Ngoài cái ba cái mình vừa nói thì ngoài ra thì mình sẽ tặng kèm thêm anh em là cái kệ nữa nhá. Kệ thì mình sẽ không tặng anh em cái kệ này đâu, anh em cứ yên tâm là như vậy. Đó, tại vì kệ này thì khá là đắt. Mình nói luôn, kệ này thì bên mình đang bán khoảng 600 nghìn thôi. Đây, thì mình sẽ tặng cho anh em là cái kệ gì. Đây thì mình khi anh em mua cây này. Đấy, thì mình sẽ tặng anh em cái kệ chữ kiểu này. Ồ, cái này lại là kệ này rồi. Mình sẽ tặng anh em cái kệ chữ này anh em nhé. Cái kệ chữ này thì trên thị trường anh em mua thì cũng giá nó cũng phải là khoảng 300 nghìn rồi. Giá nó cũng khoảng 300 nghìn rồi. Đấy, nhưng mà khi anh em mua cây này thì mình sẽ tặng cho anh em cái kệ như này. Anh em đợi mình một chút nhé, đây mình sẽ lắp cho anh em xem. Đó. Cái cây này thực sự anh em, cây này nếu mà anh em đặt trên kệ thì nó là quá là đỉnh luôn, nhìn nó cong nó đẹp lắm anh em. Anh em đợi mình một chút nhé. Đây nha. Đó, thì mình sẽ tặng cho anh em kệ này. Cả kệ lẫn lẫn cây kiếm là khá là đồng màu. Đó. Thì cây này thì bên mình bán với giá là hơn 6 triệu nha anh em nhá. Còn giá cụ thể nha. Đấy. Thì anh em cứ inbox cho mình nhắn qua Zalo. Đấy thì mình sẽ cho anh em cái giá nó là giá cụ thể. Đó. Rồi, xin chào tất cả nha.